nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Hiện nay, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Quần thể di tích đình chùa tọa lạc ngay vị trí đầu làng của thôn Bằng Nha, xã Bình Minh vừa được trùng tu tôn tạo, sửa hai mái đình, hậu cung, sơn lại toàn bộ các bức tường và san gạt khuôn viên vườn cây với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Đây là số tiền nhân dân trong thôn và con em xa quê đã chung tay đóng góp để hoàn thành tiêu chí thiết chế văn hóa, một trong số ít các tiêu chí còn thiếu của thôn để được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi là một nông dân của thôn Bằng Nha thì cũng tham gia ủng hộ công đức để xây dựng khu tâm linh, góp phần vào để hoàn thành tốt những hạng mục mà nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ thì cũng ra nghị quyết triển khai tới các ban ngành đoàn thể và cũng tới như vậy là toàn thể nhân dân. Đến cái thời điểm này thì cũng đương cố gắng là nước rút để như vậy là đạt được cái cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhận được sự hưởng ứng tích cực của hơn 2.000 nhân khẩu trong thôn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 1 tỷ đồng để làm đường giao thông. Bên cạnh đó, các hộ dân thuộc xóm Thống Nhất đã đồng thuận hiến 170m² đất thổ cư để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường trong tháng 11 này. Từ những năm trước ấy, mình cũng có vận động các con mình nếu như có xây dựng thì cũng đùi vào 2,5m rồi. Vậy thì bây giờ còn bao nhiêu nữa thì mình sẵn sàng hiến để cho mở rộng ra, sau này cho tương lai con em mình sau này. Đến thời điểm hiện tại là các cái tiêu chí để mà tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu về cơ bản là chúng tôi đã đạt và có những chỉ tiêu là vượt. Xã thì Đông Tảo giai đoạn này đang tập trung cao về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn Đông Tảo Nam. Vì thôn nông mới Đông Tảo Nam mà đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì đó cũng là một cái tiêu chí nằm chung trong cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đông Tảo. Hết năm 2021, huyện Khoái Châu có 5 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay có 9 thôn nữa đang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khoái Châu đạt trên 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt gần 100 tỷ đồng. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nên những miền quê đáng sống. Sự tích cực của người dân và chính quyền các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã và đang dần hình thành nên các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mang vóc dáng mới, tạo sức bật để giúp huyện Khoái Châu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.